Thưa quý vị, tiếp tục ngày làm việc thứ năm dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 sáng nay tiếp tục bàn thảo trực tuyến nhiều vấn đề quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Quốc hội đã nghe trình bày về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 và dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Qua thảo luận trực tuyến về các báo cáo này, hầu hết các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ cần phân tích làm rõ những số liệu trên cơ sở so sánh với năm trước, từ đó xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan để đánh giá thực chất hơn những kết quả đạt được và có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tối đa các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong các báo cáo. Ngoài ra, đối với dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết tổ chức phiên tòa trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tòa án trong công tác xét xử, bảo đảm thời hạn xét xử do luật định, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, đồng thời cụ thể hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét xử, hướng tới xây dựng tòa án điện tử ở nước ta. Theo đó, một số ý kiến đề nghị để tổ chức thành công phiên tòa trực tuyến thì cần bảo đảm nguồn nhân lực, vật lực và tài lực. Tiêu chí chung về hệ thống phần mềm xét xử trực tuyến như hình ảnh, âm thanh, số lượng điểm cầu và các yêu cầu liên quan.